Nếu mà các bạn nào muốn mua một bộ máy kiểu làm việc ấy, thì mình nghĩ rằng chiếc CPU 13400F này với cả chiếc 13400 thường cũng là một chiếc CPU tốt. Tất nhiên nó không phải là một chiếc CPU kiểu siêu budget, siêu gì cả, nhưng mà nó là một chiếc CPU tốt đấy không? Nó có nhân P và nhân E đầy đủ rồi, nên là không phải lo lắng gì hết. Ok anh em ơi, hôm nay thì chúng mình lại bắt đầu lắp máy rồi. Nhưng mà hôm nay cuộc lắp máy chúng ta có một gì đó khác khác. Cái bộ máy này là một bộ máy của một bạn vừa mua Hacom vừa sáng nay luôn. Nhưng mà bạn đang ngồi ngay kìa. Hello bạn. Bạn đang ngồi ngay kìa. Thì tại sao lại thế? Thì bạn đã mua bộ máy và bạn muốn là lên đây tham quan Hacom, tham quan phòng media Hacom và xem cách chúng mình làm việc, đồng thời cũng xem chúng mình quay phim luôn. Và bạn muốn là mình lắp máy nhanh nhất có thể cho bạn ý để bạn có thể đem về nhà và gọi là chiến văn quẩy luôn. Thế thì bây giờ hãy cùng bắt đầu mình lắp bộ máy siêu nhanh nhá. Rồi. Ok. Anh Kiên chuẩn bị lấy điện thoại ra đếm ngược kìa nào. Okay. Rồi. 3, 2, 1. Bắt đầu. Ok, hôm nay chúng ta có chiếc main Pro B660MA của MSI. Đây là một chiếc main có một cái lõi rất là tốt, nhưng mà thực ra thì cái vẻ ngoài nó không đẹp cho lắm, anh em nhìn thấy đâu. Nó có tải có tiếc nhưng mà không có gì cả ngoài cái đấy. Mở socket ra, mở lẫy ra, rồi lấy CPU. CPU mình hơi chơi bẩn một chút, mình đã mở sẵn rồi. Bây giờ lấy CPU ra chỉ cần cậy cái này ra thôi. Rồi tiếp theo là ngắm vào đúng chỗ, cho vào chuẩn. Đấy. Cái này thì phải cẩn thận một chút. Rồi ok, lắc thế không sao rồi. Hạ xuống, đóng socket. Thế là xong, đã hết về CPU. Tiếp theo là RAM. RAM chúng ta sẽ có FullyBit bao nhiêu đây? 16x8x2, vậy là vẫn DDR4. Em này thì là 3600. Mất thời gian để đọc thông số ấy. Đấy ạ. Thanh 3, thanh 1, thanh 2, thanh 4. Nào thả vào. DDR4 tem vào trong. Một cái nhánh. Một nhánh này. Hai nhánh. Ok, đã xong CPU, đã xong RAM. Bây giờ là SSD. SSD chúng ta sẽ có đó chính là chiếc NV2 1TB. Và chúng ta sẽ phải mở khe đầu tiên ra. Một ốc này, hai ốc này. Lấy ra đây. Anh Kiên bao nhiêu phút rồi? 1 phút 20 giây. Ok, không sao, chúng ta còn nhiều ra. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái SSD ra. May quá, Hacom đã mở ra để check sẵn rồi, nên là chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian nữa. Nhưng mà cái này ra đi. Đây rồi. Ok, chiếc SSD cài vào thôi. Chỉ cần cài vào thôi. Và nó sẽ được, cái này không có ốc nên là nó sẽ được giữ bằng cái tản nhiệt anh em nhá. Không cần phải lo về việc cài ốc vào, bởi vì cái ốc nó nằm trên này rồi. Cái này hơi mất thời gian nha. Rồi. Ok, tiếp theo này, một ốc nữa. Rồi, ok, đã lắp xong máy đây đi. Tiếp theo sẽ là tản nhiệt. Sao bạn lại chọn con CR1000 nhỉ? Ok, rồi. Tức là bạn đã không có yêu cầu quá cao về hệ thống tản nhiệt, mà chỉ cần một chiếc CR1000 là đã quá đủ rồi. Tức là bây giờ chỉ cần cắm chiếc này thôi và nhiệt độ vừa đủ thôi. Theo như bạn ấy đang nói kia là chỉ cần nhiệt độ vừa đủ thôi, không cần phải nhiều hơn. Thì chiếc CR1000 là một chiếc tản nhiệt giá rẻ và có hiệu năng tạm ổn. Nó đến từ nhà Zonbo và tất nhiên rồi, nó chỉ là một chiếc tản nhiệt có 4 ống thôi. Và cái hệ thống lắp của nó thì hơi dở hơi một chút. Nó sẽ phải lắp hai cái khe vào và tiếp theo là lắp cả socket đằng sau, chân đằng sau vào. Em này thì có hỗ trợ 1700, không có hỗ trợ 1700 nha anh em ơi. Gắn ra đằng sau này. Đấy. Chưa hẳn 1700 hết anh em ạ. Lên chưa? Đây là 1700 rồi. Lên. Ra kéo ra hết là 1700. Rồi gắn ra đằng sau. Gá vào, xong, hạ xuống. Tiếp theo sẽ là cái chân gông của cái này. Cái chân gông cái này thì nó sẽ phải yêu cầu gắn ốc. Ê, hai cái chân này, hai chân gọng kìm đấy anh em nhá. Và sẽ yêu cầu có ốc, thì ốc ở đâu rồi? Where is the ốc? Ốc ở đây rồi. Ok. Ốc này, gắn chân này, lấy cả bốn ra này. Mở ra, úp cái tản xuống, cho cái chân vào. Chân theo chiều nào đây? Chân theo hy vọng là chiều này là đúng. Hay chiều này là đúng. Rồi, bây giờ gắn vào nhá. Bình thường lắp mình không lắp có nhanh như này đâu, mình phải lắp cẩn thận đi. Mà nhiều khi cuống nó còn lắp lâu. xem anh Kiên nghĩ rằng có xuống dưới, bạn nghĩ rằng dưới 30 phút không? Dưới 30 phút không? 15 phút đó. Anh Kiên kỳ vọng cao thế. Cái thật đi. Rồi, ok. Một con ốc cuối cùng, ạ. Cái tô vít của chúng mình không có 500 nên là dùng hơi khó anh em ạ. Nó đang làm giảm thời gian của mình khá nhiều. Và vì là vị khách của chúng mình, thế nên là mình sẽ dùng MX3.5 nha anh em nhá. Rồi, ngả một giọt to, ok. Hạ xuống, cho cái tản vào, tản gió vào đằng này. Thế nên là sẽ treo chiều đằng này, lấy cái dây ra đã.
cho vào này, xoáy vào này. Đây, bây giờ lại đến một cái sự ngu của Zombo ở đây, là chúng ta sẽ phải bỏ cái fan ra thì mới có thể đóng được cái này vào. Rồi, nó lại còn phải chỉnh vị trí ốc nữa chứ. Rồi, ok, đã vào vị trí ốc. Bây giờ thì phải gỡ cái tản quạt ra, gỡ quạt ra. Và sau đấy thì xoáy ốc. Xoáy ốc chéo trước nha anh em ơi. Bây giờ mà có súng bắn tiện hơn đấy. Mỗi tao là không có súng bắn. Ốc cuối phải chỉnh góc một tí. Thế Zombo làm cái tản này khó chịu thật đấy. Bao nhiêu hãng khác làm siêu hay, siêu ngầu, siêu cool, Zombo lại làm kiểu này. Rồi, đã chắc chưa? Chắc. Chắc rồi, ok đã chắc. Rồi, vào này, gá vào này. Thế, rất là ghét cái này nhá. Gá vào, một nháy, thế là xong. Rồi, đã đóng hết cả tay. Tiếp theo là sẽ sử dụng một đầu fan với cả một đầu RGB. Em này thì có RGB luôn, may quá. Có một số con main không có RGB anh em nhá, rất là vui. Và một đầu fan thì cắm vào CPU fan. Thế là sờ ong xong. Rồi, vậy là đã xong cái phần này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến lính chính vỏ cây. Đây cái vỏ cây. Đây, còn D31. D31. D31 rạch ra. D31. Có vẻ như là bạn ấy đã được gọi là truyền cảm hứng bởi anh Đạt. Bởi vì anh Đạt cũng mua con D31 và cũng màu đen này luôn. Nhưng mà đây là phiên bản có màn hình, nên là cũng khá là cool và tương đối là ngầu đấy anh em ạ. Rồi, đã lấy được vỏ cây ra. Bình thường mà lấy vỏ cây ra là sẽ bị giật đấy, vừa bị giật xong và mình... Nhưng mà mình đang không có quá nhiều thời gian nên là mình mặc kệ nỗi đau. Ok, bây giờ thì đổ, không mở hết tất cả các tấm à. Xoáy 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 này, xoáy 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 à. Ok, giật tấm trên này, bỏ ra đút vào đây. Kéo, có cái gì đang bị khóa đấy không? À bật ra chứ nhỉ, cái này là bật ra, rồi mở khóa, unlock. Tiếp theo, mặt đằng này cũng mở khóa và unlock. Rồi, ok. Con này là con có màn hình. Con gắn màn hình không? Có. Tôi gắn đi đấy, nhanh nhỉ. Rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ có công cuộc, đó chính là lắp main vào trong vỏ. Con vỏ cây này thì may quá là cũng khá là ok về kích cỡ. Bạn vừa bảo là không cần phải lắp phe đâu, thì nữa bạn về bạn tháo ra bạn nghịch tiếp. Tháo ra nghịch tiếp này. Ok, thì mình sẽ chiều vào đấy. Rồi, đã vào đúng chỗ ốc rồi. Để mình lấy ốc và mình gắn nào. À mà đấy, dở chưa. Bây giờ dùng cái con màn hình này, tự dưng lại phải cắm vào cái con cặp màn hình. Đã ra nếu mà bạn mua con 13.400 thường ấy, thì sẽ được có một cái màn hình nữa ở bên trên main ấy. Nhưng mà thôi, chọn sai rồi. Bờ rô chọn sai rồi. Ok, đã lắp xong ốc main. Tiếp theo công đoạn chúng ta đó chính là gắn dây. Gắn dây vào, và tí nữa là mình sẽ cởi cái hộp nguồn ra, cái chỗ nguồn này ra. Và mình sẽ đi dây các kiểu là điều cho cái bộ máy này. May mà con main này có USB, có dây USB Type-C. Nhưng mà đầu thì... Rồi, ok, đã xong. Tiếp theo là dây HD Audio. HD Audio thì ở khu vực này, cho một phát vào là xong. Rồi, ok, tiếp theo là front panel. Con này thì chỉ có mỗi power switch với cả LED thôi. Không có reset. Con này không reset nha bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ dùng nguồn ATX anh kia ạ. Bạn ấy chọn con nguồn rất là xịn sò. Đây là con FSP Hydro G Pro. Và đây là một con nguồn cao cấp trong dòng, một trong những con nguồn cao cấp của dòng FSP. Thì con này sẽ có đảm bảo cho cái bộ cây của bạn ý luôn chạy ở khoảng tầm 50% lốt thôi. Nhưng thực ra mình thấy hơi overkill và hơi cao cấp quá. Hơi cao cấp quá. Nhưng mà thôi, mình đánh giá thế đúng không? Mình cứ lắp thôi. Mình thấy hơi cao cấp quá thì mình chỉ nói vậy thôi. Để gỡ cả tấm này dưới ra để mình bỏ được cái ốc này ra. Con cạc chúng ta hôm nay là dùng cạc 3 fan. Thế nên là mình sẽ gỡ cái tấm này ra và mình sẽ cho nó lên trên trời. Nó lên cao hơn một chút. Anh Kiên bao nhiêu phút rồi anh Kiên này? 14 phút rồi. Trời đất. Đây, con nguồn này thì cũng rất là tiện bởi vì là nó là một con nguồn modular. Modular thì sẽ giúp anh em đi dây gọn gàng và đẹp đẽ hơn. Bây giờ thì mình sẽ gắn nó vào và quạt nó sẽ đi theo chiều này, bởi vì đằng trước chúng ta không có mesh anh em nhá. Đằng trước chúng ta không có mesh nên là bắt buộc phải đi theo chiều này thì nó mới đẹp được. Và mình sẽ phải gắn ốc nguồn vô. Rồi, xoáy. Ok, rồi. Và bấm mật luôn, chứ không thì quên là thôi đấy. Và mình sẽ gắn ở trên trời như này.
Một cái điểm nữa mà mình cần phải làm đó chính là mình phải nối cái dây, bởi vì là bạn ấy muốn cái dây màn của cái này này nó hoạt động này, thì mình sẽ bắt buộc phải nối cái dây màn trước rồi mình mới đi cái kia sau. Hộp phụ kiện của nó ở đây, screen accessory box. Mở ra này, nó sẽ có hướng dẫn sử dụng này, dây nguồn này và một cái dây HDMI. HDMI thì mình sẽ phải gỡ nó ra, tất cả mọi thứ đều phải gỡ ra hết. Tháo này, một dây hai đầu. Ok, dây USB này. Dây này nó hơi mất thời gian nhé. Không thể lắp nhanh được với mấy cái dây này. Hứa luôn đấy. Rồi, đã xong. Bây giờ thì mình sẽ gắn dây vào và dây nó sẽ ở khu vực ở dưới này. Dây là đây là HDMI full size à không? Bên này cơ, đây là mini hay là micro ấy, mình không nhớ lắm. Rồi tiếp theo là dây USB-C nguồn. Gắn vô. Rồi. Boom. Ok. Xong cái vụ đấy thì mình sẽ luồn dây qua đây. Through here. Luồn dây qua. Một dây, hai dây. Ok. Và mình sẽ làm thêm một tác vụ nữa, đó chính là gắn dây nguồn. Và dây nguồn nó ở nơi nào? Dây nguồn, dây nguồn, dây nguồn, dây nguồn. Dây nguồn đây đấy. Chứ không tí gắn dây nguồn là dở luôn đấy. Về nhà khỏi chạy máy. Từ từ nhá, để check xem là cái con tản này, cái con này có cần phải gắn ốc không. Con này, à có gắn ốc, nhưng bây giờ mình gắn luôn đi. Đấy là 2 này. Ok, về phần mặt trước đấy là xong rồi. Bây giờ thì gắn màn vào. Và mình sẽ gắn luôn, gá luôn cả cái kia vào luôn. Gá luôn cái phần mặt trước luôn. Ok, mặt trước này. Hoàn quả thiện luôn, ngon. Và cuối cùng là, à chết rồi, chưa gắn dây luôn. vội vàng thôi, không sao. Chúng ta có thể sửa được, may quá đây là nguồn modular và chúng ta sẽ có rất nhiều khoảng trống ở đây trước khi chúng ta kịp làm gì sai sót. Tiếp theo đó chính là dây này không cần. Và CPU, cờ pu đây rồi. Ok, đúng là FPP là một trong những hãng còn lại duy nhất, hình như là còn một trong những hãng duy nhất còn lại là đang làm dây nguồn có tách 20 pin ra. Nhưng mà nói thật thì bây giờ còn ai dùng dây 20 pin nữa đâu. Rồi, và cuối cùng là cặp màn hình. Lâu lắm rồi lắp bàn nó mới bảy bữa như thế. Rồi, cạc của chúng ta sẽ là cạc 3060. Bạn trang trọng con này bởi vì nó có nhiều VRAM anh em ạ. Nó có nhiều VRAM. Và cái điều này thì sẽ giúp cho chúng ta làm việc tốt hơn theo như bạn ấy nói như thế. Thì mình cũng không đánh giá cao lắm, bởi vì đơn giản là cái con cạc này, cái VRAM nó nhiều nhưng mà là VRAM bị ngu hơn đấy anh em ạ. Bị ngu hơn, tức là cái VRAM chất lượng nó không cao bằng con 3060Ti ấy. Nếu mà tầm này mà bạn chơi game ấy thì mình khuyên bạn nên chọn con 3060Ti nhá. Bây giờ thì mở chân PCIe, cài vào thôi. Cài vào. Rồi. Vậy là đã gần xong rồi, từ từ nhá. Sắp xong rồi anh em ơi. Anh Kiên mấy phút rồi? 22 phút à? Sẽ xong trong vòng nửa tiếng nhá. Chắc chắn sẽ xong trong vòng nửa tiếng, hứa luôn. Ok, dây mình sẽ dỡ này, cất vào này. Cái đống này thì xử lý kiểu gì bây giờ nhỉ? Cho lên đây, cho vào đây, ok. Cái đống này thì cho lên đây, cho vào đây, ok. Và cái này thì cũng cho vào đây, ok. Ok, để cho dọc một đường ở đây này. Đấy, một đường dọc ở đây. Black tuyết. Rồi. Rồi, vậy là đã xong cái mối của cái dây này. Bây giờ phải mối trên nữa. Chấp nhận chưa? Đẹp chưa? Ok. Rồi nhá. Thế là đẹp lắm rồi đấy nhá. Chịu rồi nhá. Còn cái của gì đấy? À, CPU. Giật mạnh quá, bay màu luôn. Về mặt ngoại hình thì mình thấy đẹp rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình phải luồn cái dây này qua. Nhớ là có con này có một cái dây, có một cái chỗ để đi qua dây mà đâu rồi? Thấy, đã thấy. Nó ở dây dưới, nó ở khu vực dưới anh em ạ. Này, nó sẽ có một cái lỗ nhỏ nhỏ ở cái khe PCIe dưới này, để anh em nhìn này. Đấy. Cái phần dây ở đây. Nhưng mình sẽ bắt buộc phải đi như này. Đấy. Nó sẽ luồn dây qua hai cái khe này, rất là thông minh, rất là rồng bầu. Anh Kiên mấy phút rồi anh Kiên? 27 à? Từ. Xoay. Vào. Ok, xoáy cái này vào. Rồi, còn một câu chuyện nữa đó chính là cái tấm đằng trước này. Đợi tí thôi, một giây thôi. One tick tock. Cho cái tấm này vào. Ok, hay tấm này chỗ này nhỉ? Tấm này chỗ này thì đúng hơn đấy. Rồi, cho ốc vào.
Anh Kiên còn 2 phút nhớ đếm ngược cho em nhá. Còn 2 phút nhớ đếm ngược, 28 đếm ngược cho em nhá. 28 rồi. Từ từ. 29 đếm ngược nhá. Đừng bảo 29 rồi nhá. Nào, một ốc nữa. Rồi, nhanh. Dựng con cây lên. Ok. Một tấm. Cái đống dây này đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Rồi, tấm này xong. Đến lượt tấm kính. Lắp vào à. Và lắp vào. Ok chưa? Bao nhiêu phút rồi? 29, 45 giây. Ơi, đấy, máy tính đã xong. Nhưng mà bật lên không thì không biết. Máy tính xong nhá, máy tính xong nhá. Ba, dưới 30 phút rồi nhá. Thôi gọi lại, cho ăn lan tí, cho ăn lan tí, xoáy ốc cho ăn lan tí. Rồi, tôi bây giờ dọn dẹp chiến trường rồi cắm máy lên nhá. Ok thì mình đã lắp xong máy tính, cái đấy thì chúng ta đều biết rồi đúng không? Và mình cũng đã setup xong mọi thứ. Ngoài ra thì bạn ấy còn mua một chiếc màn hình, đó chính là chiếc màn hình Aura Aorus nhập Aorus FE27QP. Em này thì là 2K 165Hz 10bit nhưng mà chỉ là 8bit cộng FRC thôi. Thế nên là một chiếc màn hình này rất hợp lý với cả những ai là fan của Aorus. Tất nhiên là có LED lủng các kiểu dập dình. Trong thời gian vừa rồi thì khoảng tầm đúng công nhận ấy, lắp máy thì nhanh nhưng mà setup thì lâu thực sự ấy. Bạn cũng có mua bản quyền video nữa và bạn ý có nhờ mình cài đặt các thứ kiểu và cũng cài mấy cái phần cơ bản. Hiện tại đang có đây là Hogwarts Legacy. Bây giờ thì bạn đang đi ăn trưa rồi nên là bây giờ mình đang test xem là hệ thống bộ máy nó có chạy chuẩn không. Thì theo như mình thấy đây là mọi thứ chạy rất ok. Mình đang ở trong Hogwarts Legacy này, i5-13400 này, RTX 3060 này, chạy rất là ổn áp. Thì một cái điều mà mình khá là bất ngờ đấy, đó chính là cái con CPU này, mặc dù bạn ấy chọn mỗi con CR1000 thôi, nhưng nó vẫn đang giữ cái mức nhiệt ở mức khá là ổn. Mình có hỏi bạn là tại sao bạn lại chọn con 13400F, thì bạn bảo là mình cái những cái việc mà bạn dùng ấy thì bạn lại dùng đó chính là render bằng card, thế nên là bạn mua card Nvidia. Còn những cái tác vụ khác thì bạn có yêu cầu về đa nhân. Thế mình mới hỏi là hôm trước mình có làm một cái video 12400 nó ngon hơn 13400 về khoảng giá tiền, hiệu năng giá tiền ấy, thì bạn bảo là mình thực sự, bạn ấy cần thực sự là cái 15-20-30% tăng của cái hiệu năng như thế. Thế là mình đánh giá là cũng ok thôi. Nếu mà các bạn nào muốn mua một bộ máy kiểu làm việc ấy thì mình nghĩ rằng chiếc CPU 13400F này với cả chiếc 13400 thường cũng là một chiếc CPU tốt. Tất nhiên nó không phải là một chiếc CPU kiểu siêu budget, siêu gì cả, nhưng mà nó là một chiếc CPU tốt đấy không? Nó có nhân P và nhân E đầy đủ rồi nên là không phải lo lắng gì hết. Và có vẻ như là với chiếc tản này thì mức nhiệt của nó vẫn đang giữ ở mức ok. Nhưng mà thực sự thì với chơi game mà đã 65 độ ấy thì mình nghĩ rằng anh em nên nâng một chiếc tản khác. Đây chỉ là một chiếc tản cực kỳ là thấp tiền thôi. Anh em nên nâng lên khoảng tầm ví dụ như là một chiếc tản tầm 400-500 gì đấy. Hoặc là nếu muốn đẹp đẽ thì lên hẳn tản 240 cho mình cho nó chất nhá. Còn bây giờ thì mình chơi game thôi. Hiện tại thì mình đang ở mức setting là hình như là recommended hay sao ấy, là medium này phải, để mình vào check xem nhá. Và theo như mình thấy thì có vẻ như là chưa bật ray tracing đâu. Alo, nói chuyện xong đi bạn ơi. Mấy cái tem này thì mình chưa sắp bóc ra. Bởi vì bạn bảo là để đấy, để về nhà bạn bóc nhá. Mấy cái tem này thì cái trải nghiệm bóc nó khá là vui. Nhưng mà mình không muốn phá mất cái trải nghiệm của bạn ấy bằng cách bóc trước đâu. Mình chỉ dựng lên tạm cho các bạn xem thôi. Cái con CPU này thì thực ra mà nói, để mà chơi game ấy thì nó hơi overkill một chút. Anh em nhìn thấy đây, ví dụ như là chiếc CPU, chiếc card chúng ta đang lúc 92% và chiếc CPU lúc có 20% thôi. Thế nên là chơi game thì con này cũng ổn. Ok, xem setting nhá. Thì hiện tại mình đang setting ở full screen này. À, mình đang render 66%. Mình cho lên 2K full đi. Mình đang không có upscale, thì mình đổi sang upscale DLSS đi. DLSS nhá. Ở quality. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ bật đó chính là, để mình check xem nào. Mình đang để hết ở medium và mình đang không bật FSR hay là mình đang không bật ray tracing gì hết. Và để xem nào, mức FPS sẽ bằng thành bao nhiêu. Vẫn thế. À, có vẻ như là DLSS quality nó sẽ giảm xuống rồi. Thì cái câu chuyện là như nào? Nếu mà các bạn mua một chiếc máy tính như này, thực sự thì bạn với tầm tiền ấy thì bạn nên nâng lên cho mình, đó chính chiếc CPU này thì ổn rồi, nhưng bạn nên nâng lên cho mình, đó chính là chiếc RTX 3060 Ti. Bạn khách của mình đây đang đi ăn trưa đây thì bạn đã bảo là bạn ấy cần về RAM, nhưng mà nếu mà bạn là một người chơi game bình thường ấy thì mình khuyên rằng các bạn nên lên 3060 Ti nhá. Cái chiếc CPU với cả cái chiếc card hình ấy kết hợp với cả i5-13400 thì quá là tuyệt vời luôn, trở thành một bộ máy chơi game cực kỳ là hoàn hảo. Còn nếu mà anh em muốn làm việc thì chiếc 13400 là một chiếc
vừa gọi là entry đấy anh em ạ. Còn nếu mà muốn nâng cấp hơn về hiệu năng làm việc thực sự ấy, thì nên cho mình đó chính là 13.600K hoặc là 13.700K hoặc cháy hơn nữa là i9 13.700K nhá. Và bây giờ thì máy hoạt động bình thường rồi, cùng mình à không, thì như bạn ấy tự bay về đúng không? Thế thôi, tí nữa cho bạn tự bay về rồi tạm biệt đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tại video sau.